quý vị, nghiên cứu gần đây tại một số bệnh viện phụ sản ở nước ta cho thấy tỷ lệ mắc trầm cảm sau sinh rơi vào khoảng 33%, trong đó ước tính gần 50% phụ nữ bị trầm cảm sau sinh không được chẩn đoán bởi chuyên gia y tế. Điều đáng lo ngại là tình trạng trầm cảm sau sinh có thể khởi phát bất cứ lúc nào trong thời gian một năm đầu sau sinh. Và nếu không được nhận biết sớm cũng như là áp dụng các biện pháp can thiệp phù hợp thì các vấn đề trầm cảm sau sinh kéo dài sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe thể chất cũng như là tinh thần của cả mẹ và con. Tại Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, khoa thần kinh, từng tiếp nhận không ít trường hợp phụ nữ sau sinh bị trầm cảm nặng với những biểu hiện như dọa tự tử, rạch tay tự tử, xung đột với con, không chăm sóc và thậm chí còn gây hại cho con của họ. Sức khỏe của con người ta thì nó bao gồm ba cái mặt: thể chất, tâm lý và xã hội. Và cái người phụ nữ sau khi sinh á, thì họ cũng đã trải qua một cái giai đoạn gọi là vượt cạn, một mình. Họ mệt lắm vì những cái cơn đau về mặt thể xác rất là nhiều. Cái vấn đề thứ hai liên quan tới tâm lý của họ. Hồi trước đây thì hễ cứ khóc á, nó là cứ cho mẹ bú. Hễ bé khóc là lại cho bú, khóc cho bú. Bất kể nó khóc do lý do gì, cứ nghĩ là nó khóc là do nó đói. Thì cái thói quen đó dần dần á, nó ăn vào trong cái suy nghĩ của các bà mẹ. Ngay cả ban đêm á, khóc cũng cho bú. Vậy một đêm á, nhiều khi thức rất là nhiều lần để cho em bé bú. Có những người nó rất là bất ổn. Và chính cái thức đó đó làm cho bà mẹ bị kiệt sức, thậm chí bị trầm cảm. Có đến 122 nghiên cứu trên thế giới đã chứng minh tình trạng con quấy khóc đêm có liên hệ mật thiết với tình trạng trầm cảm của người mẹ. Trẻ quấy khóc đêm kéo dài không chỉ ảnh hưởng đến tâm trạng của mẹ, mà còn khiến bé phải đối mặt với nguy cơ thấp còi, ảnh hưởng hệ miễn dịch và trí tuệ. Do đó, ưu tiên giải quyết tình trạng bé quấy khóc đêm là vấn đề đáng lưu tâm. Trẻ quấy khóc nhiều vào ban đêm á, thì thực ra là cũng rất là nhiều nguyên nhân. Thì mình có thể chia ra làm nguyên nhân thực thể. Tức là trẻ sẽ có tình trạng bệnh lý thực sự, ví dụ như bệnh lý ở đường tiêu hóa, trọng lượng trì thực quản, dưỡng đạm sữa bò, đường hô hấp như là viêm tiểu phế quản, viêm phế quản. Về nguyên nhân chức năng thì có thể là mình sẽ kiểm tra lại vấn đề bé bú no quá, đói quá hoặc là bị đầy hơi. Các bà mẹ tại nhà thì mình có thể là ví dụ như nghe cho bé nghe nhạc thư giãn, massage cho bé thêm, có thể dùng thêm một số loại thực phẩm được chiết xuất thuần thực vật từ thảo dược thiên nhiên như là lá tía tô đất, hoa đoạn lá bạc, hoa lạc tiên tây, giúp cho trẻ ngủ sâu và ngon giấc hơn. Thì việc đó thì sẽ khiến cho gia đình cũng đỡ căng thẳng phần nào. Để hạn chế trầm cảm sau sinh, các chuyên gia khuyến cáo các bà mẹ học cách thư giãn, giải tỏa căng thẳng, mệt mỏi, không nên áp đặt bản thân làm những việc quá sức. Ngoài ra, cần ngủ đủ giấc và dành thời gian chăm sóc bản thân.